Chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món gỏi bò rau má. Đây là rau má mà mình đã trồng ngay sau vườn nhà. Nay mình hái để mình làm gỏi. Các bạn ơi, các món gỏi đã góp phần cho nền ẩm thực Việt Nam thật phong phú và đa dạng. Và gỏi cũng là món ngon được mọi người ưa thích. Có rất nhiều món gỏi quen thuộc như gỏi ngó sen, gỏi đu đủ, gỏi xoài, gỏi hoa chuối. Với những hương vị chua, cay, mặn ngọt, giòn ngon, khiến ta ăn hoài nhớ mãi phải không các bạn? Giờ các bạn sẽ cùng với mình làm thêm món gỏi bò rau má nhé. Nguyên liệu để làm món gỏi bò rau má gồm có 200g rau má. Các bạn rửa sạch, bỏ cọng lấy lá. 200g thịt bò phi lê, bò mềm với các bạn. Và các bạn rửa sạch, thái mỏng. 1 củ cà rốt nhỏ. Nếu cà rốt to, củ to các bạn dùng nửa củ thôi. Nếu các bạn không thích cho cà rốt vào rau má thì các bạn khỏi dùng cà rốt. 1 củ hành tây nhỏ. Nếu các bạn dùng củ hành tây to, các bạn dùng 1/2 củ thôi. 1 trái chanh và 2 trái ớt. 50g đậu phộng rang giã dập. 1 muỗng canh hành phi. 5 tép tỏi. 1 chén nước mắm pha ớt, tỏi, đường, chanh và nước các bạn hòa tan hỗn hợp. Các gia vị thông thường gồm có giấm, tiêu, dầu hào, mắm, dầu ăn, đường và muối. Cà rốt các bạn bào vỏ, rửa sạch để ráo. Và mình sẽ bào sợi. Hành tây các bạn sẽ thái mỏng. Các bạn sẽ cho hành tây vào một cái tô. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê đường. Một muỗng súp giấm. Các bạn cho đường với giấm vào hành tây để cho hành tây bớt được cái vị hăng. Các bạn đảo đều để cho hành tây của mình ngấm giấm và đường. Giờ mình sẽ làm nước mắm để mình trộn gỏi các bạn. Các bạn đập dập 3 tép tỏi. Và mình bằm nhuyễn tỏi. Các bạn cũng có thể cho tỏi và ớt vào cối để giã nhuyễn cũng được. Ớt các bạn cũng bằm nhỏ. Nếu các bạn không có thích ăn cay nhiều thì các bạn dùng một trái thôi. Các bạn bằm nhuyễn một trái ớt. Ớt nó có vị cay cho nên các bạn dùng muỗng để mình gạt ớt vào. Còn một trái ớt này các bạn thái lát để tí nữa mình trang trí ở bên trên. Các bạn sẽ cho 2 muỗng súp nước cốt chanh.
Mình cho 3 muỗng súp nước mắm ngon. Các bạn cho 2 muỗng súp nước lọc các bạn. Mình cho 4 muỗng cà phê đường. Các bạn trộn đều. Các bạn thấy chén nước mắm thật ngon. Mình sẽ chan nước mắm này vào gỏi, trộn đều. Bây giờ mình sẽ ướp thịt. Các bạn sẽ cho vào thịt 1 muỗng cà phê dầu hào. Một phần ba muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều thịt bò lên cho ngấm gia vị. Mình ướp như vậy thì thịt bò của mình sẽ thấm gia vị. Khi mình xào lên thì thịt có vị đậm đà hơn các bạn. Các bạn đập dập tỏi và mình bằm để mình phi thơm tỏi, rồi mình sẽ xào thịt bò. Các bạn cho vào 2 muỗng súp dầu ăn. Chờ cho dầu nóng và mình sẽ cho tỏi vào. Mùi tỏi thơm quá các bạn ơi. Tỏi đã ngả sang màu vàng. Các bạn cho thịt bò vô để xào. Xào thịt bò các bạn nhớ để lửa to. Các bạn cho vào thịt bò nửa muỗng cà phê hạt nêm. Các bạn xào thịt bò, các bạn để lửa to, thịt bò sẽ không ra nước và khi ăn sẽ có vị ngọt, mềm, thơm. Rồi giờ mình tắt bếp các bạn, thơm quá. Giờ mình sẽ trộn gỏi. Các bạn sẽ dùng một cái tô to, rộng. Mình sẽ cho rau má vào cái tô này. Phần thịt bò các bạn cho khoảng một nửa vào. Các bạn cho hành tây. Cho cà rốt. Các bạn sẽ cho nước mắm trộn gỏi này vào để mình trộn đều. Các bạn rưới nước mắm đều lên trên tô gỏi và mình sẽ trộn đều. Cho tiếp nước mắm gỏi này. Các bạn để 5 phút cho gỏi của mình được ngấm gia vị. Sau khi gỏi rau má đã ngấm gia vị rồi,
các bạn cho tiếp đậu phộng 1 phi, các bạn cho để chừa lại một ít để tí nữa mình rắc lên lên cái bên trên cái đĩa gỏi. Các bạn sẽ dùng thử, nếu các bạn thấy có vị chua ngọt vừa miệng rồi thì thôi. Còn nếu các bạn thấy chưa vừa miệng có thể cho thêm một ít nước cốt chanh. Và cái mắm trộn gỏi này vẫn còn, các bạn có thể rưới thêm. Giờ mình sẽ ăn thử xem coi đã vừa miệng chưa nhé các bạn. Rất vừa miệng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy gỏi ra dĩa để mình thưởng thức thôi các bạn. Các bạn cho phần thịt bò còn lại lên bên trên. Mình sẽ rắc thêm một ít đậu phộng. Và một ít hành phi lên trên. Món gỏi mình đã làm xong rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình món gỏi bò rau má nhé. Các bạn ơi, món gỏi bò rau má là một món gỏi rất tốt cho sức khỏe, lại ngon và có một hương vị rất đặc biệt. Các bạn hãy làm món gỏi bò rau má để cùng với gia đình thưởng thức nhé. Mình chúc các bạn thành công và ngon miệng với món gỏi bò rau má. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. Thân ái chào tạm biệt.